Binh lính của Ukraine ở Chasiv Yar đang chật vật giữ thành phố với hy vọng vũ khí Mỹ sắp đến sẽ giúp họ lật ngược tình thế trước quân đội nga. Một vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm khiến ngọn lửa cao hàng trăm mét bùng lên không trung. Vụ nổ khác diễn ra sau đó vài giây rồi đến vụ thứ ba. Những tiếng nổ vang xa hàng trăm km trên những cánh đồng phía đông Chasiv và không lâu sau một tiêm kích lao vụt qua như xé toạc bầu trời chiến đấu cơ Nga đang dồn dập tấn công thành phố miền đông này của Ukraine bằng bom lượn. Mỗi quả mang theo ít nhất nửa tấn chất nổ và có khả năng đánh sập cả tòa nhà chỉ với một lần trúng đích. Lực lượng Ukraine với hỏa lực yếu hơn và quân số ít hơn đang cố gắng giữ Yar và đếm từng ngày trong lúc chờ lô vũ khí mới chuyển từ Mỹ đến. Nằm trên sườn núi nhìn ra Bakhmut, thành phố chiến lược ở miền đông Ukraine mà Nga đã giành được quyền kiểm soát hồi năm 2023. Chasiv là một phần thưởng giá trị khác đối với Moscow. Nếu để mất thành phố, các thành trì còn lại mà Ukraine đang kiểm soát ở khu vực Donetsk sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu cho một cuộc tấn công dự kiến của Nga vào mùa hè này. Chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái Askin, thuộc lữ đoàn xung kích số 92 của Ukraine, hoạt động quanh Chasiv Yuri Fedorenko nói: "Đó là một vùng đất cao. Nếu đối phương giành được Chasiv Yar, hỏa lực của họ sẽ bao trùm cả Druzhkivka." gramators và kostia Đây là những ngôi làng lớn gần Chasiv Yar hiện vẫn do Kiev kiểm soát. Tình hình của quân đội Ukraina xung quanh Chasiv Yar đang rất khó khăn. Cứ mỗi lần pháo binh Ukraina bắn, Nga sẽ bắn lại gấp 10 lần và binh sĩ trong khu vực cho biết tỷ lệ đó ngày càng lớn hơn. Ở khu vực tiền tuyến trải dài qua những cánh đồng và làng mạc phía đông Chasiv Yar, quân Nga đang hứng chịu thương vong nhưng vẫn tiến lên đều đặn. Hiện tại, họ đã đến rìa thành phố Moscow đang phá hủy các tòa nhà nơi binh sĩ Ukraine có thể ẩn náu. Đây là chiến lược tương tự mà họ đã sử dụng ở Bakhmut, ngoại trừ việc dùng bom lượn cho phép họ thực hiện điều này nhanh hơn. Chiến lược gia quân sự, thiếu tướng của đội Australia đã nghỉ hưu, Mick Ryan nói, bom lượn có sức tàn phá khủng khiếp ngay cả trong khu vực được phòng thủ kiên cố. Các chỉ huy Ukraine nói rằng họ vẫn có thể cầm chân lực lượng Nga. Chiến thuật tấn công luôn tốn kém hơn phòng thủ. Và để tới Chassibia, quân Nga sẽ phải băng qua một con kênh chạy qua phía đông thành phố, sau đó leo lên một ngọn đồi dốc. Theo giới quan sát phương Tây, những vũ khí Mỹ chuẩn bị cung cấp sẽ mang lại cho Ukraine cơ hội tốt hơn để giữ vững lãnh thổ. Các hệ thống phòng không bổ sung có khả năng ngăn chặn bom lượn của Nga, cũng như đối phó với những chiến đấu cơ chuyên bằng chủng. Nhưng quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề khác mà viện trợ của Mỹ không thể giải quyết được. Lực lượng Ukraine đã kiệt sức sau nhiều tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, baki đang thiếu nhân lực được cử đến để thay thế họ. Kết quả là quá trình triển khai quân đội tới mặt trận vốn kéo dài 5 ngày nay có thể lên tới 10 tới 15 ngày. Trong thời gian đó, binh lính đôi khi hết lương thực, nước uống và thuốc men. UAV tấn công thường xuyên săn lùng các phương tiện chở trang thiết bị và lính mới ra tiền tuyến. Những người lính bị thương có thể chết sau nhiều ngày chờ sơ tán vì không ai tiếp cận được họ. Một người lính 29 tuổi có mật danh Nemo, cho biết các chỉ gần đây nhất của anh ở tiền tuyến kéo dài 10 ngày và anh đã chứng kiến quân đội Nga tiến được hơn 1 km. Họ thường tiến quân vào lúc bình minh và hoàng hôn khi UAV khó quan sát nhất. Nhiều binh sĩ Nga tìm thấy một công sự của Ukraine, họ sẽ dồn dập tấn công vào đó cho đến khi đối thủ phải rút lui. Nemo nói, họ có thể pháo kích một hàng cây chỉ để cho vui, còn chúng tôi chỉ có thể hành động khi chắc chắn 100% về mục tiêu. Kipis, người lính 36 tuổi thuộc một lữ đoàn khác cho hay Quân nga đã không tiến vào khu vực anh phòng thủ vào tuần trước. Tuy nhiên, đơn vị của anh đang trên đà thất bại. Đại đội 110 người của anh hiện chỉ có 35 người có khả năng chiến đấu, số còn lại đang nghỉ dưỡng thương. Bốn trong số sáu người cùng chiến hào với Kipis đã bị thương do một quả lựu đạn được UAV nga thả xuống. Anh nhấn mạnh, ngay cả chỉ huy cũng ở đây với chúng tôi vì thiếu quân. Trong lúc Kipis nói, bên dưới tầng hầm của một tòa nhà ở Chasiv Yar, tiếng chuông báo động vang lên báo hiệu có UAV ở gần đó. Kipis chụp lấy khẩu súng săn và chạy ra ngoài. Kipis kể rằng ngày hôm trước anh đã bắn trúng một UAV tấn công bằng đạn hoa cải. Hầu như không có tòa nhà nào ở Chasivya còn nguyên vẹn. Binh sĩ Ukraine chủ yếu ẩn nấp trong các tầng hầm, lưới thép trăng kín cửa sổ để chặn UAV tự sát. Một lớp bụi mỏng được tạo ra bởi các vụ nổ bao phủ hầu hết mọi thứ ở đây, khiến ngay cả những bông hoa tử đinh hương đang nở cũng có màu xám cho. Dọc theo một con phố chính của thành phố, nơi từng là đại lộ rợp bóng cây, bức tượng của nhà văn Nga Maxim Gorky đã bị gãy làm đôi. Một quả bom lượn gần đây đã rơi trúng trung tâm viện trợ nhân đạo địa phương, để lại một miệng hố rộng hơn 9 mét. Cựu công nhân xây dựng 59 tuổi, một tình nguyện viên nhân đạo Vitaly Yeremenko, cho hay ông đang nằm trên giường trong trung tâm khi quả bom rơi xuống, sóng xung kích hất ông xuống sàn. Ông kể lại, các bức tường rung lắc mạnh đến mức tôi nghĩ tòa nhà có thể sập chúng tôi chạy từ tầng hầm này sang tầng hầm khác. Theo giới chức Ukraine, khoảng 700 dân thường vẫn bám trụ Chasivya, nơi có dân số trước xung đột khoảng 12.000 người. Yeremenko cho biết khoảng 100 người đến trung tâm của ông mỗi ngày để uống trà, ăn cháo và sạc điện thoại. Mikola Molievsky nhận điện thoại từ những người dân đang tìm cách sơ tán. Hầu hết trong số họ là người già không có phương tiện để tự mình di chuyển. Anh đã làm công việc tương tự ở Bakhmut vào năm ngoái, nhưng cho biết Chasipja bây giờ nguy hiểm hơn vì UAV xuất hiện liên tục. Hai tháng trước, tôi có thể lái xe vào thành phố, đỗ xe và đi bộ xung quanh. Hiện tại, tôi phải di chuyển thật nhanh vì nguy cơ UAV phá hủy phương tiện là rất lớn. Xe quân sự hoạt động xung quanh Chasibja hiện được gắn thiết bị gây nhiễu điện tử để có thể làm gián đoạn liên lạc giữa UAV và các phi công điều khiển. Dù vậy, các phương tiện vẫn dừng cách tiền tuyến vài km để thả binh lính đi bộ, mang theo nhu yếu phẩm trên lưng. Sergei Subrun, 48 tuổi, chỉ huy đội y tế thuộc lữ đoàn cơ giới số 41 cho hay, một người lính trong đơn vị của ông gần đây đã phải chờ 4 ngày để được sơ tán. Nguy cơ bị tấn công bằng UAV là quá cao để họ điều xe tới. Ukraine giải quyết bằng cách điều UAV thả thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh xuống. Supro nói, không có cách nào tiếp cận họ, luôn có UAV theo đuổi từng binh sĩ. Chúng phản ứng với những chuyển động nhỏ nhất. Ukraine cũng có đội UAV riêng Điều này khiến cho việc tiếp tế và sơ tán binh lính bị thương trở nên khó khăn không kém đối với quân đội Nga. Nhưng Ukraine thiếu pháo binh, loại vũ khí có thể gây sát thương lớn hơn nhiều so với UAV. Một tài xế lái xe sơ tán có mật danh Chizik cho biết, trong lúc đi về phía mặt trận để đón những người bị thương, ông đã gọi điện yêu cầu pháo binh yểm trợ, thông thường câu trả lời là không. Họ bảo, "Xin lỗi, lượng đạn pháo của chúng tôi rất hạn chế." Các binh sĩ, chỉ huy và lực lượng xung kích Ukraine đều nói rằng nhiều vấn đề trong số này sẽ được giải quyết khi kho đạn pháo của họ được bổ sung nhờ nguồn viện trợ của Mỹ. Một khi được yểm trợ bằng pháo binh tốt hơn, họ cũng sẽ bị thương vong ít hơn, giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhân lực. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự lưu ý, nỗ lực giữ thành phố như Ukraine đã làm với Bakhmut trong nhiều tháng cũng đi kèm với cái giá rất lớn. Nga, quốc gia với dân số gấp 4 lần Ukraine, có thể đương đầu với tổn thất một cách dễ dàng hơn. Giới lãnh đạo Ukraine sẽ phải đưa ra quyết định chính trị khó khăn. Chuyên gia quân sự Mick Ryan bình luận Bạn có muốn giữ vững lãnh thổ và hy sinh nhiều mạng sống không? Hay bạn nên từ bỏ một phần lãnh thổ và cứu quân đội của mình? Đây chính là thế khó mà Ukraine đang phải đối mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.